Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho các em ở cái bài số 2 và thầy đã làm hết tất cả các bài tập ở bài số 2 rồi đúng không nào? Thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở bài số 3, đó chính là số đo gốc. Tại vì trong toán học 6 thì thông thường là 3 tiếp đại và 1 tiếp hình nên cái môn hình này thầy sẽ ra hơi chậm so với toán đại. Các em hiểu chưa nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang phần 1 nhé. Phần 1 chúng ta đó chính là đo gốc. Như vậy thì để mà đo được gốc thì chúng ta cần phải có cái thước đo gốc đây các em. Đây, thầy đã chuẩn bị sẵn cái thước đo gốc của thầy đây. Thế nào? Thì em nhìn ở trên đây này. Cái chỗ này đó chính là cái tâm này. Khi chúng ta đặt, chúng ta đo thì nó sẽ thay đổi những cái vòng ở trong đây thêm. Từ 0 độ thế nào? 0 độ vòng ngoài này, 0 độ cho tới là ở đây là 180 độ. Thì cái đường thẳng này, cái đường thẳng này đó chính là gốc bẹt này. Gốc bẹt. Nó còn ở trong cũng vậy các em, đây các em nhìn nè. Thấy không nào? Thì nó cũng vậy thôi. Đó. Nếu nó mà thẳng vuông góc này gọi là góc vuông là 90 độ này. Và đây góc tù này. Đây góc nhọn này. Đó. Chúng ta cần phải ra quán chúng ta mua một cái thước này để chúng ta học nha. Không có thước này thì chịu rồi đó. Thì thước đo góc hình chính này được chia từ 0 cho tới 180 độ, các em thấy chưa nào? Đây chính là tâm này. Như vậy thì muốn đo cái góc XOY thì các em sẽ làm như sau. Các em hãy nhìn lên đây. Thầy sẽ trực tiếp hướng dẫn em đo này. Nhìn trên thước thầy luôn nha, thầy sẽ hướng dẫn. Thấy cái tâm O, cái góc O đây nè, cái đỉnh O này nó sẽ trùng với cái tâm này này. Trùng tâm đây. Còn cái tia OY này, cái tia OY các em thấy không? Nó sẽ trùng với cái đường màu đen thầy đang chỉ này. Như vậy khi chúng ta đặt, đây nhìn này. Đây, đặt cái chỗ tâm này trùng với đỉnh O nha. Và cái đường màu đen này này nó sẽ trùng với tia OY. Thấy chưa? Thấy nó đã trùng như nào? Đó. Trùng chưa? Và cái tia OX này này, thấy cái tia OX màu đen ở trong không? Thấy tia OX không? Thì nó sẽ chỉ số đo đúng với số đo ở đây, 105 độ này. Thấy không? Chứ không phải nghe chỗ đây mà các em nói 75 độ là sai á. Chỗ đây là các em phải lấy là 105 độ ở phía bên dòng với bên trong đây nha. Đó. Hiểu chưa nào? Đây. Các em thấy chưa? 105 độ giống như hồi nãy thầy đã đo cho các em. XOY hoặc là YOX bằng 105 này. Các em nhớ lấy cái vòng ngoài. Ở này nó thuộc là tù của các em. Rồi. Nó dễ lắm. Bài này nó dễ nên là thầy chỉ cần hướng dẫn qua là em biết đo. Nhận xét này. Mỗi góc có một số đo. Số đo của góc bẹt là 180 độ thì hồi nãy thầy đã nói rồi. Cái góc bẹt là một cái đường thẳng từ 0 cho tới 180 độ. Ví dụ như ở đây. Cái tiêu x ở đây là 105 nhưng mà nếu mà nó là góc bẹt thì x nó sẽ nằm ở đây này. XOY thì khi đó góc XOY này sẽ bằng 180 độ. Hiểu chưa nào? Cả cái số đo của mỗi góc thì không bao giờ vượt quá 180 độ nha các em nhé. Chúng ta sẽ hoàn thành chấm hỏi 1 nha. Rồi, người ta yêu cầu là đo độ mở của cái kéo và của cơm ba. Ok, đây. Nhìn này. Cái chỗ đây là cái tâm đúng không? Thì nó sẽ trùng với cái này. Cái tâm ở trên thước đây. Còn cái đường này này, chúng ta phải đặt trùng với cái đường đây, đường màu đen này. Còn cái đây, cái đường kéo này thì chúng ta sẽ ấy số đo đúng không nào? Thấy chưa nào? Đây. Dễ lắm nha. Các em thấy không? Thấy cái đường này không? Cái đường thầy đã đặt nó trùng với tâm này này. Thấy nó trùng tâm không? Trùng tâm đây, thấy chưa? Còn cái đường này nó sẽ chỉ này. Góc này. 60 độ đúng không em? 60 độ. Thấy 60 độ chưa? Như vậy này là 60 độ nha. Tương tự như vậy bây giờ thầy sẽ đo em cơm 3. Thì cũng vậy thôi. Chỗ đây sẽ trùng với tâm đây. Cái đường nằm đây nó sẽ trùng với cái đường này này. Như vậy thì ở đây chúng ta có nữa. Thấy cái góc đây không? Rồi. Như vậy cái mũi tên ở đây. Cái đường cái comba này. Nó hướng là khoảng là 55 độ các em. 55 độ. Nha.
Ok, các em đã hiểu cách đo chưa? Chúng ta sang phần chú ý nhé. Ta có chú ý thì trên cái thước đo góc thì người ta ghi các số từ 0 cho tới 180 độ ở hai vòng cung theo hai chiều ngược nhau, các em thấy không nào? Đây, nhìn trên đây đây. Từ đây qua đây cũng là 180 và từ đây qua đây cũng 180 thôi chứ nào. Đó, để thuận tiện cho cái việc đo sau này của các em. Và học càng lên thì các em thấy phần này nó rất là quan trọng, được chưa? Chúng ta đi sang trang 77 nha. Rồi như vậy ở đây chúng ta cần chú ý rất quan trọng các em. Nhớ này, 1 độ thì bằng 60 phút nha các em nha. 1 độ, ký hiệu độ này bằng 60 phút này. Cái này là phút nha các em. Cái dấu phẩy này đã chính là phút này. Còn cái O này đã chính là độ này. Còn hai cái dấu này đã chính là giây nha. Như vậy thì 1 phút thì bằng 60 giây nha. Rồi chưa, cái phần này các em phải ghi vào ở trong vở để các em làm cho các em nha. Chúng ta tiến hành phần 2, đó chính là so sánh hai góc. Thì chúng ta biết rằng như thế này này, hai góc bằng nhau thì chúng ta ký hiệu đây bằng. Khi mà chúng có số đo bằng nhau, hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau. Còn góc nào có số đo lớn hơn thì nó sẽ lớn hơn. Ngược lại thì góc nào có số đo nhỏ hơn thì nó sẽ nhỏ hơn. Và ký hiệu lớn hơn và nhỏ hơn thì các em đã biết rồi, đúng không? Chúng ta đi sang chấm hỏi 2 luôn nha. Rồi chúng ta có chấm hỏi 2 các em. Đây. Như vậy thì ở hình 16 đây các em. Điểm Y là trung điểm của đoạn thẳng BC. Thấy điểm Y là trung điểm của đoạn thẳng BC không? Hãy đo để kiểm tra xem hai góc BAI, BAI và góc IAC, IAC nghĩa là kiểm tra thầy góc BAI là góc đây với lại là góc đây. Xem thử nó có bằng nhau hay không. Đó. Và bằng bao nhiêu độ. Thì để làm được điều đó thì chúng ta phải dùng thước, chúng ta sẽ đo xem góc BAI là bằng bao nhiêu độ nha. Còn góc IAC không nào? Thì nó sẽ bằng bao nhiêu độ. Có đúng không nào? Ok. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn em đo nhé. Bây giờ thầy sẽ tiến hành đo góc IAC trước nha. Các em nhìn này, cái tâm ở đây nó sẽ trùng với A ở đây nha. Cái đường, cái đoạn AC này nó sẽ nằm trên cái đường màu đen này. Thấy chưa nào? Ok, đây thầy sẽ đặt này. Nhìn thật kỹ. Đó. Các em thấy cái góc IAC không? Như vậy thì cái đoạn AI nó chỉ lên là bao nhiêu độ đây các em? Đây là 40 độ, tới đây là mấy? 45 này, 50 này. Thầy nói lại này, 40, 45, 50 này, 55 này, 60 này, 65 này, 70. Thấy không nào? Như vậy thì cái góc IAC là 45 độ nha, thầy vẫn để thước đấy nha. Được chưa nào? Mà như vậy thì cái góc đây BAI, thấy góc đây không? BAI chúng ta điếm này. Như vậy thì ở đây này, cứ mỗi cái ô này là 5 độ đúng không? 5, 10, 15, 20. Như vậy 20 độ. Như vậy thì hay nói cách khác, cái góc tổng là BAC là bằng 65. Bạn kia 40 độ, 45 độ thì cái góc BAI này sẽ là 20 độ nha các em nha. 20 độ. Như vậy thì chúng ta kết luận là người ta hỏi là hãy đo được kiểm tra xem hai góc này bằng nhau hay không, thì chúng ta kết luận là sau khi đo thì cái góc BAI nó sẽ nhỏ hơn góc IAC. Tại vì một góc 20 độ và một góc 45 độ thì không thể nào bằng nhau được, đúng không nào? Ok. Chúng ta đi sang phần 3 nhé. Ta có 3 là góc vuông, góc nhọn và góc tù nha. Góc vuông thì chúng ta cũng đã biết là góc nó có số đo là 90 độ này. Góc nhọn là nhỏ hơn góc vuông. Góc tù là góc lớn hơn góc vuông nhưng mà nó lại nhỏ hơn 180 độ nha. Thì để cho nhanh hiểu thì các em nhìn vào trong bảng
Các em thấy cái bảng này nó rất là cụ thể. Góc vuông này, vuông thì các em ký hiệu cái dấu này vô cho thầy nha. Góc nhọn này, góc vuông thì bằng 90 độ này. Góc nhọn là cái góc nhỏ hơn góc vuông nhưng mà nó lại lớn hơn 0 độ nha. Alpha nghĩa là thể hiện cái gọi là cái tổng quát. Góc tù là cái góc lớn hơn 90 độ và đồng thời nhỏ hơn 180 độ. Góc bẹt là cái góc bằng 180 độ. Như vậy phần này chúng ta ký bảng vô, vẽ hình vô, ghi số đo vô ở trong vở. Các em có đồng ý với thầy không nào? Rồi chúng ta sẽ đi sang cái phần bài tập luôn nhé. Rồi chúng ta đi sang phần bài tập. Chúng ta đi sang bài 11. Nhìn hình 18 đây các em, hình 18 hình này. Đọc số đo của các góc XOY, XOZ, XOT, XOY. Như vậy thì cái tia OX nó đã nằm trùng trên cái đường này rồi. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào trên tia OY thôi. Như vậy đây là bao nhiêu độ các em? Đây thầy điểm này 0 độ, 10 độ, 20, 30, 40. Đây chính là mấy? 50 đúng không nào? 50 độ. XOZ, XOZ 90 rồi tới bao nhiêu độ? 100 độ đúng không nào? XOT xuất phát từ 90 đi, 90, 100, 110, 120, 130. Rất là nhanh. Được chưa? Rồi chúng ta đi sang bài 12 nha. Đây có bài 12. Đo các góc BAC. Đó nào? ABC. Rồi bây giờ thầy sẽ tiến hành đo. Vừa ghi một tí đo luôn nha. ABC, ACB của cái hình 19 thế này, so sánh các góc ấy. Bây giờ chúng ta dùng thước đây, chúng ta đo này. Bây giờ để đo cái góc BAC, nghĩa đo góc A đây, thì đây các em, chúng ta sẽ đặt một tia BAB đây trùng. Như vậy thì cái tia AC nó chỉ theo này, chỉ 60 độ. Các em thấy không? Tia này trùng đây, 60 độ nha. Các em thấy rõ, rất rõ đúng không? Như vậy thì góc BAC là bằng 60 độ này. Tương tự góc ABC, ABC nghĩa là góc B, thì chúng ta sẽ đặt cái tia cái cạnh BC ở trùng với cái đường này. Rồi cái tia BA cũng là bao nhiêu em? 60 độ không? 60 độ. Tiếp tục tới cái góc gì? ACB, ACB. Thì bây giờ thầy lại đặt cái tâm ở đây. Đó. Tâm ở đây thì các em thấy cái CA này cũng là 60 độ thôi. 60 độ thôi. Rồi. Như vậy 60 độ. Vậy ba góc này như thế nào với nhau em? Bằng nhau đúng không nào? BAC. Mai mốt các em được học về tam giác thì đây chắc chắn là tam giác đều này. Lên lớp 7 các em. Rồi. Xong bài 12. Ok, chúng ta đi sang bài 13 nha. Bài 13. Đo các góc ILK. Đây hình 20 nè em. IKL. Thì đo giống như lúc nãy thôi đúng không em? Chỗ hình 19 đó. Rồi. ILK, ILK. Thì đây ILK nghĩa là góc L đúng không em? Thì đây thầy sẽ đặt cứ góc ở đâu, cái đỉnh ở đâu thì thầy sẽ đặt trùng ở đấy. Đây như vậy thì khi đó IL nó nằm ở trên đây, còn bây giờ LK này nó chỉ đây bao nhiêu độ? 45 độ thôi nè. Đây là 40 này, 45 này, 50 này, 40, 45. Như vậy nó chỉ ở đây là 45. Như vậy thì đây chính là 45 độ. Được chưa nào? IKL, IK. Đây, thầy để cho đây cho nó rõ nha. IKL nghe góc K. Góc K thì chúng ta dùng thước chúng ta đo thôi. Rồi, ok. Nó vẫn là 45 thôi nè. Đây. Thấy chưa? Đây 40, 45, 50, 55, 60 nè. Như vậy đây chính là gì? 45 độ nè.
L, IK. Chắc chắn là đây là góc vuông. Nhìn là biết. Đúng rồi, góc vuông rồi. 90 độ thôi. Được chưa? Xong, hình 20 đấy. Rồi, chúng ta sẽ đi sang cái bài 14 nha. Rồi, chúng ta xem cái bài 14 này. Xem hình 21 là hình đây nè các em. Trong hình 21 này gồm cả 6 hình, 1 là từ 6 thôi. Ước lượng bằng mắt xem góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Như vậy bây giờ thầy sẽ ghi ở đây là góc nhọn này. Tí nữa thầy sẽ chọn, thầy điền vô nha. Góc vuông này, góc tù này, góc bẹt này. Thì ở đây các em thấy này, góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 90 độ. Như vậy thì ở đây các em thấy góc nhọn ở vị trí số bao nhiêu nè. Đây các vị, giờ chúng ta xét theo vị trí một đây. Các em thấy chắc chắn là vuông đúng không? Vị trí số 1 này. 2 là đây gì, là chắc chắn là bẹt. 3 là gì? Đây chắc chắn là nhọn này. 4 là gì? Tù này. Nhìn là thấy tù rồi. 5 đây chính là góc vuông này. 6 là gì? Góc nhọn này. Đâu? Đó. Rồi chưa? Nhìn vào là các em sẽ thấy ngay. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 15 nha. Rồi chúng ta có bài 15. Ta có thể xem kim phút với kim giờ của đồng hồ là hai tia trung góc. Góc trùng với trục quay của hai kim, tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo mỗi của mỗi góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ và 10 giờ. Thì nó có rất là nhiều cách làm nha. Cách thứ nhất thì các em sẽ vẽ cái đồng hồ ra. Ví dụ thầy hướng dẫn một xíu này. Ví dụ thông thường ở đây các em sẽ canh ở 4 vị trí này trước. Đây là vị trí số 6 này, 12 này, thì 3 với 9 đúng không? Thì bây giờ lúc 2 giờ, có phải kim giờ ở đây là 1 này, trong đây chia là 1 giờ này, 2 giờ này. Thì cái phải kim tâm ở đây, thì kim giờ là ngắn ở đây, còn kim dài là nó chỉ ở đây. Có đúng không? Thì em thấy khoảng cách, tại vì cả vòng tròn này là 360 độ nha, thì mỗi khoảng cách này nó sẽ là chiếm là 30 độ. 30 độ và đây 30 độ này. Tại vì vuông góc nó sẽ là 90 độ. Có đúng chưa nào? Như vậy 2 giờ thì đây thì nó sẽ hợp thành một góc là 30 với 30, đây là 60 độ. Phải không nào? Đó. Nhưng mà thầy nghĩ cái cách này nó không hay bằng cái cách này nè các em. Chúng ta sẽ chia cứ mỗi cái khoảng cách cứ một cái đơn vị giờ là 30 độ. Sau đó các em lấy đơn vị giờ đó chúng ta nhân với 30 độ là thì nó sẽ ra. Chúng ta lập luận nha. Vào lúc 6 giờ. 6 giờ đúng, nghĩa là cái kim nó, cái này nó chỉ dưới đây này, thì nó sẽ tạo thành cái góc này là góc bẹt này các em. Như này. 6 giờ đúng. Thì kim giờ và kim phút của đồng hồ thẳng hàng nên chúng tạo thành góc gì các em? Thành góc bẹt có số đo là 180 độ. Có đúng nào? Nên là mỗi giờ của đồng hồ, bây giờ chúng ta tính ra 1 giờ này thì nó là 30 độ đấy. Mỗi giờ đồng hồ quay được một góc có số đo là ta lấy 180 độ chia cho 6 thì bằng 30 độ, nghĩa là ví dụ như từ dụng 1 giờ đúng là 30 độ, 2 giờ đúng là 60 độ, 3 giờ đúng là 90 độ. Các em hiểu chưa? Đó. Suy ra góc giữa hai kim thì chính là gì? Bây giờ người ta yêu cầu người ta là mấy giờ? 2 giờ. Thì người ta chỉ
nó sẽ bằng là gì? 30 độ nhân cho 2 là bằng 60, 10 độ, đúng không nào? Chính xác chưa? Lúc 2 giờ này, để dùng chấm hơn như 2 chấm đi, 5 giờ thì chúng ta lấy là 30 độ nhân cho 5, đúng không nào? Thì bằng là 150 độ, đúng không? Lúc 3 giờ nữa, lấy 30 độ nhân cho 3 thì bằng 90 độ. Bây giờ đã hiểu cách làm chưa nào? Tới 6 giờ, 10 giờ đúng không? Bây giờ cho bao nhiêu giờ chúng ta sẽ tìm được 6 giờ? Là lấy 6 nhân cho 30 độ nhân cho 6 thì bằng 180 độ. Đây chính là góc bẹt 10 giờ. 10 giờ đúng không nào? 10 giờ thì đúng chính xác, các em sẽ lấy 30 nhân cho 10 là bằng 300 độ. Nhưng mà ở đây nó không vượt quá 300 độ thì chúng ta lại lấy là gì các em? 360 độ, tại vì vòng tròn của chúng ta là 360 độ, trừ cho 300 độ thì ở đây sẽ bằng 60 độ. Vậy 10 giờ thì nó sẽ tương ứng bằng là 60 độ nha các em nha. Đó. Cái chỗ 10 giờ hơi khó hiểu một chút đúng không? Thầy biết mà. Thầy dạy cũng khá là lâu rồi, 10 trên 10 năm rồi nên thầy hiểu cái chỗ nào các em không hiểu. Chỗ đấy chúng ta nghiên cứu một chút xíu là biết rồi. Ok, chúng ta đi sang bài 16 nhé. Rồi chúng ta có bài 16. Khi hai tia OXOE trùng nhau, trong trường hợp cần thiết ta cũng coi OXOE là một góc và gọi là góc không, nghĩa là trùng nhau em. Số đo của góc không là 0 độ, tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ vào lúc 12 giờ đúng. Và các em thấy lúc 12 giờ đúng thì đây, thì kim đây là 12 đúng không? Thì khi đó kim giờ với kim phút nó sẽ chồng lên nhau, như vậy thì nó sẽ chỉ là mấy độ? 0 độ, đúng không? Như vậy các em trả lời đây, số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ vào lúc 12 giờ là bao nhiêu em? Là 0 độ. Là 0 độ, được chưa? Rồi, chúng ta đi sang bài 17 nhé. Chúng ta đi sang bài 17. Đố: một học sinh đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật như hình này, hai các đoạn thẳng gì đó rồi bằng nhau. Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai. Bây giờ thầy thử đo cái góc 10 độ đi, thử đúng không nha. Đây. Mười độ thì nó ở đây, nhưng mà bàn lại vỉa nằm trên đây nên nó tầm khoảng là 12 độ này. Kiểm tra xem thử cái góc ở đây 40 độ đây. Thì ở trong thước của chúng ta là bao nhiêu em? Ví dụ ở đây là 70 này, các em thấy nè, 70. Nhưng ở trên thước của các em chỉ có 65. Ví dụ thế. Còn 60 thì nó chỉ là gì? Chưa tới 55 em, đây là 53 độ thôi. Còn ở đây là bao nhiêu? Khoảng 64 độ. 70 nhưng mà trong thước chúng ta 64 độ. Như vậy thì cái thước đo này, góc này là sai, không sử dụng được nha em nha. Các em trả lời vô. Bài 17. Thước đo góc này sai. Không sử dụng được. Rồi, tới đây thì nó không tới phút, còn phút 25 rồi. Thầy cũng khá mệt. Tới đây thì thầy xin phép tạm dừng. Và trong clip tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho em ở cái bài số 4. Bài này cực kỳ quan trọng nha, cực kỳ quan trọng. Các em sẽ đón xem ở clip sau. Nếu các em cảm thấy hay thì giúp thầy clip quảng cáo và đồng thời chia sẻ các bạn. Và đăng ký với khóa học online của thầy nha. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo.